Chơi vì tướng Anis cùng bộ trang phục bé gấu tuyết. Đồng thời sẽ trình bày các bạn về trang bị bảng ngọc của vị tướng Anis trong phiên bản chiến trường 2.0. Tất nhiên là trang bị chuẩn nha. Lần trước mình làm video về vị tướng Anis nhưng mà đó là Anis chôn game anh em ơi. Lên full đồ xạ thủ chôn game. Và lần này chúng ta sẽ lên những món đồ phụ trợ thì mình đang phân vân là lệnh bài hay phong thần này, nhẫn phong thần. Có lẽ là lệnh bài phong thần sẽ chuẩn hơn anh em ơi. Bởi vì tại sao lệnh bài phong thần chuẩn hơn? Bởi vì lệnh bài phong thần nó là cái món đồ bảo kê tốt. Còn nhẫn phong thần nó là món đồ mặc dù hồi chiêu là 15%, nhưng mà cái nội tại của nó chỉ là cái soi map thôi. Đấy, check map, soi map. Những trường hợp mà các bạn thích đi soi map thì các bạn sẽ lên cái nhẫn phong thần nha. Còn mình thì thích cái sự bảo kê tốt hơn, đó lên cái lệnh bài phong thần. Choáng này chắc chắn là Pena tìm bạn chết với hai phát choáng liên tiếp. Ở đánh Alice thì vẫn là cái chiêu một là quan trọng nhất, các bạn phải ném choáng chuẩn xác thì mới mạnh được, nhất là thời điểm đầu game. Không được ném hụt thời điểm đầu game nha anh em ơi. Rồi, đặt chiêu cuối ở đây này, đó, đặt chặn đầu trên anh eo này, đấy. Tuyệt vời mặt trời các bạn ơi. Như vậy thì mình đang có lợi thế rất là nhiều. Rồi tiếp tục choáng Pena, đập luôn Pena này bạn ơi. Úp tốc bằng chiêu 2 để cho đồng đội truy sát tướng địch nha. Rồi tiếp tục Pena thì bạn chạy. Ê, bị choáng. Anh Yên choáng mình đúng lúc mình ném choáng thành ra không ném được. Ok, quá tuyệt vời, triple kill dành cho Van Hên. Lợi thế rất là nhiều và Lioma thậm chí còn tốc luôn cả vừa xanh tím bạc. Đấy các bạn chỉ thấy là một trận đấu mà nếu mà Anis đầu game mà các bạn ném choáng chuẩn xác ấy sẽ lợi thế rất là nhiều. Vì thời gian làm choáng rất là lâu mà lại còn choáng trên diện rộng chứ. Đấy. Kết hợp với Van Hên thì nó liên hoàn choáng và tướng địch không thể chạy nổi anh em ơi. Ở trang bị các bạn theo dõi bên dưới nhá. Mình sẽ phân tích từng món đồ một. Khi lên thì mình sẽ phân tích sau. Còn bảng ngọc cho Alice thì các bạn dùng bảng ngọc tanh nhá. Ngọc đỏ các bạn sẽ em ngọc 3 dòng 1% tốc đánh máu đa và giáp. Ngọc tím thì các bạn sử dụng bảng ngọc máu tối đa, hồi máu và tốc chạy. Ngọc lục đó là máu tối đa và hồi chiêu. Thế bảng ngọc của Alice nha, 6% hồi chiêu cho bảng ngọc của Alice. Kết hợp với món đồ các bạn thể thấy là mình đã có 41% hồi chiêu. Mà thực ra là 40% hồi chiêu là max rồi. Nếu mà nhân nhẫn phong thần thì lại thừa hồi chiêu quá. Ok, lệnh bài phong thần là chúng ta vừa đủ hồi chiêu. Nếu các bạn lên nhẫn phong thần thì các bạn phải lên món giày khác, lên món giày kiên cường. Còn lệnh bài phong thần thì các bạn lên cái giày phù thủy hồi chiêu nhá, 15% hồi chiêu. Ok, đẩy luôn được cái trụ đường đường rồng thứ hai này. Cho nên mid thì sao ai bỏ rơi này. Kali cứ ở trên top thế. Mã cái mid bây giờ chủ mid rất là quan trọng đấy bạn ơi. Rồi xong bạn ấy ham mạng và bị bùa vây từ phía. Rồi tiếp tục được Van Hên thì mình đang hổ báo. Quang game hơi xanh một tí là quang game, đó là một tinh cái tinh thần thi đấu. Mặc dù là bạn ấy không phá game nhưng mà sẽ rất dễ đến tình trạng là team đang thắng thành thua nhá. Nên các bạn đánh phải tinh thần nghiêm túc từ đầu đến cuối trận, không gọi là nhả nhớn hay là chôn game hay là quang game vân vân, ở thắng rồi lại thành thua rất là mệt anh em ơi. Mà Alice là vị tướng la late game sẽ có tỷ lệ đặt kèo rất cao,
Nên khi có trợ thủ Alice thì các bạn cố gắng kéo late game và giành chiến thắng nhé. Alice mở ra lane tốt, Alice khép góc chiêu tốt, Alice chiêu cuối bảo kê tốt. Mặc dù trong phiên bản này Payna rồi có Annette những vị tướng trợ thủ rất là mạnh, nhưng mà Alice vẫn là vị tướng trợ thủ được rất nhiều anh em tin dùng. Đấu dài thì Alice vẫn được dùng rất nhiều nha. Sau khi lên được món giày lệnh bài phong thần mà các bạn lên món giày, các bạn phải lên món đồ triệu băng. Đây là đồ cần rất cần thiết cho Alice. Sau khi lên triệu băng thì các bạn sẽ lên cái khiên huyền thoại để có 20% giảm hồi chiêu và lượng mana. Thực chất thì lệnh bài phong thần đã có hồi chiêu rồi. Đấy. Các bạn khi thấy là Alice chúng ta ném thiểu theo kiểu là hack não tướng địch, như là phán đoán hướng di chuyển và ném chiêu, thì cái tỷ lệ chúng sẽ khá là cao và sẽ là chí tử của tướng địch. Ồ, hai bạn kia xong đẩy luôn cái trụ này nè. Một người xuống farm chứ, tất cả hai người xuống farm. Lãng phí quá. Ở đây có người là đẩy được trụ rồi. Ở trong phiên bản hiện tại thì các bạn thấy là Alice chiêu 1, chiêu 2 đều có một chút tăng trưởng sức mạnh. Mà chiêu cuối của vị tướng này mà nói riêng hay là những phép bổ trợ cầm nặng nói chung thì sẽ bị giảm sức mạnh. Ok, choáng tiếp này. Đấy. Van Halen thì mình lại bị chết rồi. Van Halen ăn rất nhiều mạng nhưng mà chết thì cũng khá là nhiều. Toàn bị mạng chấm dứt thôi. Mà toàn để xe nghèo ăn nha anh em ơi. Xe nghèo thì sẽ rất trâu đây. Rồi là bắt luôn này các bạn ơi. Lên này, lên này, lên này. Là chiêu cuối đây. Làm chậm của ma rồi làm choáng Payna. Đập Payna trước. Rồi. Thanh niên bơm máu này. Bơm máu trên sắp mặt rồi. Thôi thôi thôi, mình hết mana rồi. Về đi về các bạn ơi. Về về. Ok, để còn ăn được cả mạng triệu vân nữa chứ. Mà 1 đổi 2. Ở dưới thì Van Halen đang solo với Senel mà đã thua rồi anh em ơi. Đấy, bây giờ bạn để Senel trâu ở đấy. Senel rồi, quyền vương đi mạng đã được mạng chấm dứt và hiện tại đang cũng khá là xanh em ơi. Đấy lại quăng game rồi, về bạn ơi. Hiện tại cũng ra mắt vị tướng mới có tên là Iblis, thì anh em cũng có thể chơi với phong cách là trợ thủ. Mà con đấy thì mình đánh cảm thấy là trợ thủ đó không sướng bằng con Alice được. Alice rất dễ chơi, Alice được rất nhiều bạn gái thích chơi nha. Dễ chơi, dễ leo danh và dễ là kèo chứ. Khi anh em lên đánh cao rồi thì mục tiêu chủ yếu của chúng ta là trụ nha, chứ không phải là đi săn mạng. Đấy, không giống tranh thấp. Mình có một mạng kìa.
Tuyệt vời. Triệu Vân thì cứ bị choáng liên tục đấy, gì mà đánh đây. Việc quan trọng nhất khi đánh Alice theo mình thấy đó chính là việc đặt chiêu cuối. Các bạn đặt chiêu cuối và làm chiêu một, đó là hai vấn đề quan trọng nhất của kỳ tướng Alice. Chiêu cuối không phải đặt phải đặt đúng thời điểm nha các bạn ơi, nghĩa là đúng lúc tướng địch lao vào hoặc là khép góc đúng lúc tất cả vị trí tướng địch mà ném chiêu cuối, càng trúng nhiều tướng địch càng tốt. Thế mới là quan trọng nha, thế mới là hợp lý nha, chứ không được đặt chiêu cuối một cách quá vội vàng. Rồi mình sẽ đặt chiêu cuối bắt thanh niên Slim này. Ở cái này là bắt chủ lực tìm bạn, nhưng để chiêu cuối một lẻ một người như vậy. Đó, Slim chết rồi thì bạn thì ngã xuống hết thôi. Mình sẽ tanker tìm phá trụ này. Đó là chiêu cuối. Thôi, kỳ choáng, ơi kỳ giỏi, tôi choáng đâu thế. Thôi, Slim bắn gắt nhờ anh em ơi. Hồi đấy định lên tanker tìm phá trụ, không ngờ là đi sâu quá. Rồi. Đồ tiếp theo thì các bạn có thể lên món đồ sách truy hồn. Thường thì trong phiên bản hiện tại rất nhiều vị tướng đang hồi phục máu bạn ạ. Đây mình nghĩ là món đồ sách truy hồn là món đồ rất cần thiết cho Alice. Khi mà team không ai lên sách truy hồn thì các bạn phải chắc bắn lên sách truy hồn nhé. Ví dụ team bạn có Pena này, đấy hồi máu siêu bạn ạ. Hay là Slim lên những món đồ hút máu, Triệu Vân lên những món đồ hút máu, hay là chiêu cuối của Snail, thì với sách truy hồn các bạn sẽ khắc chế được sức mạnh của tướng địch. Đây là món đồ rất cần thiết cho những vị tướng trợ thủ nha. Chứ anh em không cần tham đồ thủ quá nhiều, đi tường được sau đội hình và ném kỹ năng thôi. Từ nãy giờ không biết mà bạn khỉ ngộ không chắc cái gì. Mình không hiểu như kiểu bạn ấy đang nói chuyện với mình ý. Đó, Alice đi với Kali, bộ đôi khá là hợp với nhau. Người làm chậm và người làm choáng không chế, gây sát thương từ xa bằng quân ở ma quái. Rồi, ấy bay đi đâu? Mình còn chưa một nha. Bây giờ chưa một thì mình ngồi quá nhanh và việc dùng sứ mệnh cứu thế để chạy nó không khả thi đâu. Em chưa một choáng cả đôi đây. Đó, Salim với Paina chết rồi. Ok, thì có lẽ thì video của chúng ta cũng đến đây là hết. Và xin chào anh em, hẹn các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em một ứng dụng rất hay, ứng dụng có tên là Hubo, sẽ giúp các bạn tìm kiếm những người huấn luyện viên, bạn bè cùng chơi để chơi được cùng bài tốt hơn. Và tất nhiên ứng dụng này sẽ tính phí nha anh em ơi. Ứng dụng chi tiết thì các bạn sẽ xem ở phần cuối video của mình. Hubo, huấn luyện viên eSports là một ứng dụng tuyệt vời để giúp bạn tìm kiếm những người đồng đội chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Cơ hội sát cánh cùng với những huấn luyện viên nổi tiếng và đẳng cấp, cũng như được liên tục cập nhật những kiến thức về game mọi lúc mọi nơi. Tiện lợi, bổ ích và thân thiện. Còn chần chừ gì nữa, hãy tải Hubo trong ngày hôm nay thôi nào. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.